Cả nhà ơi, hôm nay thì mình sẽ kho chay ăn cơm rồi cả nhà. Ở đây thì mình cũng có mấy miếng đậu hũ nè, đậu hũ trắng mình sẽ kho 2 miếng thôi. Còn rau củ nè để mình kho nè, đây khổ qua nè, đu đủ nè, đu đủ này thì nó không có được đỏ quá, bầu nè, dưa leo nè, bí nè, đây có tương hột nữa nè, mình sẽ kho tương hột nha cả nhà. Giờ mời cả nhà cùng vào bếp kho chay với mình nha. Để sắc rau củ trước đi. Dưa leo có đu đủ này nãy mình thấy cho mình định nấu canh canh cho con mình, mà mình thấy nó trắng quá thì thôi mình nấu bầu mình để này lại mình kho. Nó đỏ đỏ thì nó ngọt, mình thôi kệ mình ăn, mình kho mình ăn bò ổn. Bầu thì mình mua trái này nãy mình nấu canh cho con mình, nấu canh thịt hết khúc rồi. Mình cũng mới cắt được 3 cây sả nè, mình sẽ bầm sả ớt mình kho nè. Mình sẽ sắc đậu hũ, mình kho 2 miếng thôi. Mình kho đậu hũ trắng mà không có chiên, chiên dầu mỡ gì đó. Chảo lên để mình kho, mình cho dầu đi, xả với ớt luôn. Bây giờ cái xả với ớt này nó cũng vàng rồi, mình sẽ cho tương hột vô. Cho đậu hũ, đậu hũ này thì chưa có chiên nên mình cho vô luôn. Bầu khổ qua rồi không hết. Chảo đậu chiên hai giá nước tương nhỏ cho vô xíu bột ngọt, hạt liêm chai, hạt liêm nóng, miếng đường, nửa giá nước mắm ăn chay. Rồi nè, mình sẽ cho nước dừa vô để mình nấu. Mình sẽ để mình kho cho nó mềm rau củ, nó sắc lại, nó thấm nước dừa rồi vô. Đậu hũ kho chay này của mình cũng chín rồi, xong rồi. Cái gì là mình cảm thấy được rồi, nó cũng sắc lại. Mình sẽ cho hành lá vô. Mình nói mình dọn ra ngoài ngoài hồi vườn mình ăn cả nha, mà giờ chuyển mưa đen hết rồi. Không biết không, để coi nếu mà không mưa thì mình dọn ra mình ăn, còn mưa thì mình ăn ở trong nhà. Giờ mình sẽ cắt nhớ con. Giờ chuyển đen gió nó quá trời mưa, thì chưa có mưa. Nhà mình có dừa cho mình làm món gì cũng có để nước dừa.
chào cả nhà nha. Ngày mình kho đậu hũ kho chai cũng xong, giờ mình cả nhà ăn cơm với mình nha. Ở đây thì mình cũng có dĩa dưa leo với cái chua rau muống nè, mình sẽ chấm cùng nha. Chuyển mưa bởi vì trời sắp tối. Mời cả nhà ăn cơm với mình nha. Cái này mình kho nó hơi mặn mặn, cắm rau. Dưa chua rau muống này mình làm mình để trong tủ lạnh nè, lâu lắm mà giòn quá chừng, bỏ tủ lạnh ăn hoài không hư. Mình ăn chay trường luôn á, cho nên là không có nhớ ngày. Hôm nay là ngày 30 rồi. Thường thường thì mình ăn một tháng ngày mình ăn 4 ngày thì mình còn nhớ ngày để mình mua trái cây với bông mình cúng á. Bây giờ ăn chay suốt rồi cái không có nghĩ là ngày mấy ngày mấy. Hồi sáng mới coi lịch lại, hôm nay là ngày 30 rồi. Hồi sáng đi chợ cái mua bông mua trái cây đồ về cúng. Thường thường thì mình cúng, mình hay cúng 29-30, 14 gầm. Mình hay cúng trái cây với bông vậy đó, tháng mình cúng 2 lần vậy thôi à, chứ không có cúng nhiều. Cái là sáng theo như là mình nhớ là hôm qua mình mua đồ mình cúng rồi đó. Không có ăn chay không? Ăn chay không? Không có ăn chay không? Cái này bị lớn rồi nè, bà cô chú ơi, quá chừng bự luôn rồi. Không có ăn chay đâu. Chú lại ăn cơm. Thường thường á, ở nhà gái mình á, thì nó mê thương chó thương mèo lắm, cho nên là nó hay kêu con cái mình cũng mất trước mình bà ngoại ra đây ăn là cũng chạy theo. Em mèo nhà mình thì bị bệnh hay gì á, mình thì mình cứ nghĩ là bị mấy con mèo bị tai nạn, mấy con mèo hàng xóm người ta cắn á, nó cắn á, nhưng mà thật ra đem lại bác sĩ thì bác sĩ nói nó bị cảm cúm, nó bị cúm gì mà mình thấy nó lỡ hết trơn, mắt rồi nó cũng lỡ hết trơn mà đi không nổi rồi nghiệp, rồi chích thuốc mấy ngày thuốc hôm nay đỡ đỡ rồi, đi được rồi mà ăn cũng được, làm khổ yếu. Em ấy cũng lớn tuổi rồi, cũng già rồi, cho nên là cái sự hồi phục sức khỏe thì nó hơi lâu hơn những cái con mà nó còn. Hỏi ăn không? Đau. Cả nhà ơi, mình ăn cơm với đậu hũ kho chai cũng xong rồi. Cả nhà có thích mình chia sẻ những món ăn chay dân dã miền Tây và xin cho mình một like và một lượt đăng ký và bấm vô cái chuông để cả nhà nhận được thông báo mỗi khi mình up clip lên nha cả nhà. Hẹn cả nhà video kế tiếp nha. Bye bye.